Ông Trump được ca ngợi bất khả chiến bại sau vụ ám sát Hood. Ông Trump được đồng minh và những người ngợi ca vì sự kiên cường sau vụ ám sát Hood và cho rằng ông sẽ dễ dàng đánh bại Tổng thống Biden. Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire ngày 14 tháng 7 cho hay cựu Tổng thống Donald Trump là bất khả chiến bại. Không quan trọng việc Đảng Dân Chủ sẽ chọn ai làm ứng viên, vì họ về cơ bản chỉ đóng vai trò lót đường. Bình luận này cho thấy ông ấy đang nghĩ phần thắng sẽ thuộc về Đảng Cộng hòa, nhưng còn quá sớm để nói về kết quả. Sau vụ ám sát thì ông Trump đã kịp thời đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và sau đó 2 ngày tức ngày 15 tháng 7 thì mọi người cũng đã thấy ông có mặt tại bang Wisconsin để dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, nơi ông cũng được chọn làm ứng viên tổng thống chính thức của Đảng. Trước đó, những cử tri từng tuyên bố không bao giờ ủng hộ ông Trump cũng đã liên lạc với ông sau vụ ám sát và hỏi xem liệu họ có thể giúp được những gì. Các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa dự đoán sẽ tạo ra làn sóng quyên góp mạnh mẽ sắp tới. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đã ghi nhận hoạt động gây quỹ bùng nổ trong năm nay. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống cũng thu về 35 triệu USD. Ông Trump từng bị tòa án New York truy tố về việc giữ tài liệu mật của quốc gia và chi tiền để bịt miệng. Ngày 9 tháng 6, 2023, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức công bố bản cáo trạng dài 49 trang với cựu tổng thống Donald Trump về các sai phạm xử lý tài liệu mật của quốc gia sau khi ông rời khỏi Nhà Trắng, trong đó nêu lên 37 tội danh. Tuy nhiên, sau sự việc ám sát Hood, trong quyết định dài 93 trang được công bố vào ngày 15 tháng 7, thẩm phán liên bang ở Florida cũng đã hủy vụ truy tố ông Trump về những cáo buộc sai phạm này. Bức ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm lên không trung với gương mặt vương máu được các đồng minh của Đảng Cộng hòa chia sẻ nhanh chóng và rộng rãi ngay sau vụ ám sát. Gần như mọi đảng viên Cộng hòa hiện nay đều coi ông Trump là người kiên cường nhất từng tranh cử tổng thống. Chiến lược gia của Đảng Cộng hòa Fred O'Connell cho biết không hề phóng đại khi cho rằng việc Đảng Dân chủ liên tục gọi ông Trump là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ cũng đã góp phần gây ra thảm kịch này. Đảng Cộng hòa cũng cho rằng bức ảnh mang tính biểu tượng trong vụ ám sát Hood đã thể hiện rõ sức mạnh của ông Trump. Rất nhiều việc mà một người bình thường sẽ không thể chịu đựng được như ông Trump thì có thể. Sau vụ ám sát Hood, ông Trump cũng lên tiếng kêu gọi cả nước phải đoàn kết mạnh mẽ, quyết tâm và không để cái ác chiến thắng. Cựu tổng thống cũng bày tỏ mong muốn được phát biểu trước toàn thể đất nước của Đại hội Đảng Cộng hòa. Những người đang hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi phản ứng của cựu tổng thống là tinh thần quả cảm. Trong bài phát biểu từ phòng bầu dục ngày 14 tháng 7, Tổng thống Biden cũng cho biết ông cảm thấy biết ơn khi ông Trump được an toàn sau vụ ám sát Hood. Đồng thời cũng nhấn mạnh nước Mỹ cần phải đoàn kết. Tình hình chính trị ở nước Mỹ đang trở nên rất nóng, đã đến lúc hạ nhiệt nó. Theo các chuyên gia, ông Trump là người luôn có ý thức cao độ về diện mạo của mình trong những khoảnh khắc trọng đại. Nhưng ông thực sự không có thời gian để chuẩn bị cho cử chỉ này. Vào tình huống ngặt nghèo như vậy, cú vung nắm đấm đó hoàn toàn là thuộc về bản năng. Và bản năng đó đã giúp ông tạo ra một hiệu ứng đặc biệt. Không lâu sau đó, cơn giận dữ của người hâm mộ và Đảng Cộng hòa đã dần chuyển sang là một tinh thần ngưỡng mộ. Điều này cho thấy tỷ lệ những người ủng hộ ông Trump đang tăng mạnh. Nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn AP, người chụp lại khoảnh khắc đi vào lịch sử của cựu tổng thống Trump, kể lại rằng ông đã nhận ra tình hình trở nên nghiêm trọng sau khi nghe thấy những tiếng nổ bên tai trái. Tôi biết ngay đó là tiếng súng. Vì thế, tôi nhìn lên sân khấu và thấy các nhân viên mật vụ lao tới chỗ ông Trump. Sau đó, nhiếp ảnh gia đã đến sân khấu và bấm máy liên tục ghi lại hình ảnh ấn tượng của ông Trump. Nhiếp ảnh gia nghĩ rằng, vào lúc tôi nghe thấy tiếng súng, tôi biết rằng khoảnh khắc lịch sử của nước Mỹ còn phải được ghi lại. Và rồi, bức ảnh mà ông chụp chắc hẳn cũng là một trong những bức ảnh để đời. Qua vụ ám sát, không những danh tiếng của ông Trump đã tăng nhanh, thì khối tài sản của ông cũng bất ngờ tăng hơn 1 tỷ đô la. Điều này là do giá cổ phiếu của DGT đã tăng vọt từ 60 tới 70% trong phiên giao dịch của ngày 15 tháng 7, mà trong đó ông Trump sở hữu tới 65% cổ phần. Theo Forbes, tính tới ngày 15 tháng 7, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với phiên lần trước và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú trên toàn thế giới. Trong cuộc đua tới Nhà Trắng, cán cân đã nghiêng hẳn về phía Đảng Cộng hòa. Chiếc ghế phòng bầu dục đang gọi tên ông Trump. Giới phân tích cho rằng sự kiện chấn động này càng củng cố khả năng giành chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Hơn nữa, theo tờ RBC của Nga, vụ ám sát cho thấy những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại Mỹ hiện nay gián tiếp hạ thấp uy tín của chính quyền tổng thống Joe Biden, vốn lâu nay thúc đẩy chủ trương siết chặt kiểm soát súng đạn, nhưng rõ ràng là không đem lại hiệu quả. Trong vấn đề này, khi đối diện với Đảng Dân Chủ, ông Trump có thể tiếp tục sử dụng tình trạng bạo lực súng đạn để có thể thúc đẩy những chương trình nghị sự của mình. Trong một động thái liên quan, tỷ phú Elon Musk cũng đã chính thức ủng hộ ông Trump sau vụ nổ súng. Ông thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh thông điệp: "Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump và mong ông ấy sớm hồi phục." Trước đó, ngày 12 tháng 7, hãng tin Bloomberg cho biết tỷ phú Elon Musk cũng đã quyên góp một số tiền khổng lồ cho một siêu ủy ban hành động chính trị hoạt động cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là bước đi nhằm tạo dấu ấn
của vị tỷ phú giàu có nhất thế giới trong bối cảnh chính trường Mỹ khó đoán như hiện nay. Mặc dù không rõ là ông Elon Musk đã chi bao nhiêu, nhưng nguồn tin cho biết đây là một số tiền khá lớn. Điều này giúp ông Trump vượt qua đối thủ nặng ký là đương kim tổng thống Biden trong việc vận động gây quỹ từ phố Wall và các nhà tài trợ doanh nghiệp. Trái ngược với tình thế của ông Trump, đương kim tổng thống Biden đang đối mặt với nhiều khó khăn trên con đường nắm giữ nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của ông Biden trong cuộc cạnh tranh đầu tiên với đối thủ Trump vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, nhiều đảng viên của đảng Dân Chủ đã kêu gọi và tẩy chay thay thế ông Biden bằng một ứng viên khác. Rõ ràng, khi cuộc bầu cử còn chưa đầy 4 tháng, những chia rẽ bất đồng trong nội bộ của đảng Dân Chủ sẽ khiến đảng này mất uy tín nghiêm trọng. Một khó khăn khác mà ông Biden đang phải đối mặt là nguy cơ cạn tiền tranh cử khi nhiều nhà tài trợ lớn quyết định dừng chi tiền cho chiến dịch tranh cử của ông. Một buổi gây quỹ vào đầu tháng 7 tại nhà của thống đốc New Jersey Phil Murphy chỉ nhận về 3,7 triệu USD. Cuộc quyên góp của ông Trump vừa qua lên tới 35 triệu USD. Trong khi đó, một buổi gây quỹ khác ở Chicago đã được lên lịch trước vào đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ giữa tháng 8 cũng đã bị hủy. Ông Biden hiện đang ở tuổi 81 và năm gần đây, ông liên tiếp gặp nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như sự minh mẫn của mình. Vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang thực hiện chiến dịch vận động tranh cử ở Las Vegas. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng đã xác nhận xét nghiệm y tế của Tổng thống Joe Biden và cho biết ông sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch từ trước. Chưa hết, tối ngày 11 tháng 7 theo giờ của Mỹ, tại cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington DC, ông Biden đã gọi nhầm tên Tổng thống Ukraine là Tổng thống Putin. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. Điều này đã dấy lên sự nghi ngại về sức khỏe và độ tỉnh táo của ông Biden. Nhiều hành động khác của Tổng thống Joe Biden trước đó cũng được xem là kỳ quặc. Trong một buổi phát biểu thì tự dưng ông lại quay sang phải và bắt tay vào không khí trong khi chẳng có ai ở đó. Sau đó ông chợt nhận ra và làm một hành động khác để chữa cháy và còn một số hành động khác nữa, đại loại là như thế này. Nhiều người nhận định rằng ông Biden không thể nào làm ứng viên ra tranh cử chức tổng thống của đảng Dân Chủ được. Đến lãnh đạo của Thượng viện Mỹ cũng kêu gọi ông Biden ngừng tranh cử. Và nếu để thay thế ông Biden thì cần một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Trong khi giai đoạn này, tên tuổi của cựu tổng thống Donald Trump lại không ngừng được nhắc đến. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay. Và xem ra đảng Dân Chủ còn phải giải quyết những khó khăn trước mắt của mình mới mong có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua tới Nhà Trắng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video của mình. Nhớ like và subscribe nhé. Giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.